Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh bất động sản của chị em chúng tôi. Hôm nay chúng tôi lại giới thiệu đến các bạn một bất động sản nằm tại mặt đường Quang Sơn, rộng 24m. Và đồng hành với chúng tôi hôm nay xin giới thiệu với các bạn là chị Bằng, cũng là một trong những bà chị có kinh nghiệm lâu năm về lĩnh vực bất động sản trên địa bàn thành phố Tam Điệp, cũng như là rất nhiều những cái cuộc đấu giá đất đã có sự tham gia góp mặt của chị, và có chị ở chỗ nào thì đất đai sôi động ở chỗ đấy. Và hôm nay giới thiệu với các bạn đây là chị Bằng. Chào các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn mảnh đất nằm trên vị trí đắc địa của thành phố Tam Điệp, nằm trên vị trí mặt đường trục đường Quang Sơn, đi sâu vào 2 km là khu công nghiệp, trong đó có bao gồm cả giày da, xí nghiệp may, xi măng và rất đông khu dân cư ở phía trong. Mảnh bất động sản này nằm vị trí đầu ve, bên hông là đường dẫn vào khu phân lô của tổ 7 Tây Sơn. Đất Quang Sơn thì một vài năm gần đây thì thưa các bạn là một trong những địa điểm khá lý tưởng để cho bà con về đây đầu tư. Và với cái mặt đường Quang Sơn rộng 24m này thì thưa các bạn là trên cái địa bàn thành phố Tam Điệp ấy, những cái vị trí đắc địa để kinh doanh buôn bán, giới thiệu với các bạn là thứ nhất là đường Đồng Dao, đường Quyết Thắng, tức là đường Hàng Bàng, và hôm nay là sẽ có thêm một con đường chính là đường Quang Sơn, là cái đường mà tập trung khá nhiều những cái khu công nghiệp. Bà con viên chức là đi làm về hàng ngày, đi làm buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và là khá là đông. Và hôm nay là chị Bằng cũng sẽ mang đến cho các bạn một mảnh bất động sản rất là đắc địa, thuận tiện cho việc kinh doanh buôn bán. Mặt tiền của miếng đất này là rộng 8m, sâu 22m. Này nằm ở vị trí rất gần với trường tiểu học, trường cấp 2 và rất gần đường quốc lộ 1A, nằm ở vị trí đầu ve. Một mặt bám vào mặt đường Quang Sơn 24m, mặt bên hông thông vào khu phân lô của tổ 7 Tây Sơn. Khu dân cư phía trong đã rất là đông đúc người ở, đi lui phía xuống phía dưới khoảng nửa cây số là trường tiểu học Tây Sơn và trường cấp 2 Lê Lợi. Phía tay phải tôi đây, đi lui xuống 500m, chúng ta chạm đường Hồ Xuân Hương. Đường Hồ Xuân Hương là đường nối giữa khu vực vòng xoay lớn nhất của thành phố Tam Điệp và đường 1. Khu vực vòng xoay là trung tâm của thành phố Tam Điệp, sẽ là điểm hot nhất trong tương lai. Phía tay trái tôi là nối với lại khu công nghiệp của thành phố Tam Điệp. Đó là khu công nghiệp giày da, nhà máy may, xí nghiệp bơm kim tiêm và nhà máy xi măng. Góc hướng đông, mặt tiền hướng đông là đi vào khu dân cư phân lô của tổ 7 Tây Sơn và có thể thông ra tới đường 1. Nói thêm về phía đường Hồ Xuân Hương thì trên cái mặt đường Hồ Xuân Hương là thẳng phía lên khoảng 800m là công ty xuất nhập khẩu Đồng Dao và khu đô thị Hàng Mít. Trên cái mặt đường Hồ Xuân Hương thì có ngôi trường tiểu học Tây Sơn và đi lui xuống, tức là nó sẽ bám luôn góc cạnh với đường Đồng Dao, đường 70m Đồng Dao, nó là trục đường lớn nhất của thành phố Tam Điệp trong tương lai. Thì cái mảnh bất động sản này thì chúng tôi là có pháp lý sổ đỏ đầy đủ, và trong cái giai đoạn gần đây thì các bạn cũng có đôi chút lo lắng về vấn đề mua bán bất động sản trên địa bàn Tam Điệp, nhưng mà đến với kênh bất động sản của chúng tôi thì sẽ đảm bảo cho các bạn về uy tín và pháp lý đầy đủ, sổ đỏ chính chủ và sang tên chuyển nhượng tại địa chính của Ủy ban Nhân dân các xã phường. Từ giai đoạn các bạn đặt cọc, đảm bảo tính chính xác hợp pháp của miếng đất chúng tôi chuyển giao. Mảnh bất động sản này nằm trên trục đường này rất thuận tiện cho việc kinh doanh. Trước mặt tôi đây là đã có rất nhiều cửa hàng đã và đang kinh doanh rất là thuận tiện. Lùi xuống phía dưới tôi đó là Thành Đội và một hiệu thuốc rất là nổi tiếng của thành phố Tam Điệp, đó là Sơn Tùng. Lùi lên phía trên này thì rất là nhiều quán ăn và hàng ăn đã kinh doanh rất là tốt. Hướng đông của mảnh đất này là dài 22m các bạn này. Hiện tại trên đất này chúng tôi là đang chưa có sử dụng làm công việc gì, cho nên là đất khá là bằng phẳng, rất là rộng. Sâu vào phía trong là khu dân cư đã ở rất là lâu đời và đất ở đây đảm bảo là đất sạch sẽ.
Bà con nếu mà mua thì cũng không cần phải lăn tăn bất cứ một cái một chút vấn đề gì hết. Vâng, và với cái mảnh đất có mặt tiền hướng Bắc là 8 mét nhân với chiều dài là 22 mét đầu ve tại tổ 7, phường Tây Sơn, thành phố Tam Điệp. Giá chúng tôi chào bán là 2 tỷ 400 triệu. Vâng, 2 tỷ 400 triệu cho mảnh đất có thể các bạn có thể xây dựng nhà vườn hoặc là kinh doanh buôn bán. Ở cái vị trí này thì các bạn cái thuận tiện nhất của chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn chính là cái vị trí đắc địa cho việc buôn bán. Các bạn có thể là buôn bán một số những cái mặt hàng nó thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày của cán bộ công nhân viên chức nằm trên cái địa bàn của phường Tây Sơn, như là có thể là đại lý, có thể là bánh kẹo hoặc là một cái quầy hàng tiện ích. Đấy, cũng khá là hợp lý, phù hợp với cái nhu cầu của bà con ở đây. Thì với diện tích này thì rất là đắc địa cho buôn bán các bạn nhé. Mà lại hai đầu ve, có thể là các bạn sẽ xây là chiều dài của cái ve này 22 mét. Đấy, trưng bày hàng khá là đẹp. Tôi muốn nói thêm, rất gần đây là khu công nghiệp. Trong đó có giày da, xí nghiệp may, bơm kim tiêm và xi măng. Đến chiều đến thôi, chỉ sáng và chiều thôi, con đường này sẽ là ngập tràn luôn người. Đi lại rất đông nhộn nhịp. Các bạn có thể định vị cái mảnh đất này là cách thành đội Tam Điệp khoảng 300 mét. Là đối diện là cửa hàng điện nước Tiên Lương các bạn nhé. Bên cạnh là nhôm kính nhựa gỗ cao cấp. Quý cô bác anh chị có bất cứ bất động sản có nhu cầu cần chào bán thì hãy liên hệ với văn phòng bất động sản của chị em chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp cô bác anh chị giới thiệu tới tận tay của các nhà đầu tư. Liên hệ với chị em chúng tôi theo số điện thoại của chị Bằng. 0398 272622. 22. Số điện thoại của tôi Long Việt là 085 928 7777. Số của chú Hà Computer. Vâng, và giới thiệu với các bạn thêm một chút là chú em Trần Hà Computer cũng là một thanh niên trẻ khỏe rất là đẹp trai. Hôm nay là thêm một lĩnh vực mới. Chú Hà. Chào anh chị. Giới thiệu với các bạn đây là chú Hà. Và chú cũng cùng chị em chúng tôi là tham gia thêm một lĩnh vực mới là bất động sản. Cho nên là rất mong được quý cô bác anh chị hãy ủng hộ cùng anh em chúng tôi. Và số điện thoại của chú Hà là 0976 375 375. Rất mong quý cô bác ủng hộ anh chị em chúng tôi, đúng không nhỉ? Hãy cho chúng anh chị em chúng tôi một like, một sub, một đăng ký kênh để ủng hộ và để chúng tôi tiếp tục ra những video tiếp theo ủng hộ cô bác anh chị về lĩnh vực bất động sản. Vâng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong video tiếp theo.